Quần thể văn hóa, thể thao Việt Yên có quy mô hơn 17 hectare. Tổng mức đầu tư 3 giai đoạn trên 500 tỷ đồng. Thời điểm này, khán đài A của sân vận động có quy mô khoảng 7.500 chỗ ngồi. Tổng mức đầu tư 160 tỷ đồng từ ngân sách huyện đang được tập trung thi công. Theo thiết kế, khán đài A gồm 4 tầng, cao hơn 18 mét, tổng diện tích sàn khoảng 9.000 m2. Với khán đài, các hạng mục sân bóng đá, đường nội bộ, hệ thống cấp điện, chiếu sáng, cấp thoát nước, phòng cháy, chữa cháy. Nhà thầu cam kết hoàn thành dự án vào tháng 2 năm sau.